Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump và đến một trong những cái hồ sơ mà nhiều người cho rằng nó rất là nguy hiểm đối với ông ở mức độ liên bang, đó là cái vụ hồ sơ mật ở Malago. Thì thông tin mới nhất, thưa quý vị, đã xuất hiện một cái nhân chứng đã xuất hiện một cái nhân chứng và đã có cái sự hợp tác với lại ông công tố viên đặc biệt Jack Smith mà rất là nhiều những cái chuyên gia về pháp lý họ đều cho rằng là cái nhân chứng này là một cái nhân chứng chết người một cái killer witness mà sẽ là gây ra rất là nhiều khó khăn cho ông Trump trong cái việc mà biện hộ cho mình trước cái vụ truy tố của Jack Smith về cái việc là ông đã lấy những cái tài liệu mật từ tòa Bạch Ốc mà đem về Malago đó thưa quý vị. Thì cái nhân chứng này là một nhân viên của ông Trump có tên là Molly Michael. Cô này á là đã theo ông Trump là một cái nhân viên rất là trung thành của ông. Theo ông từ tòa Bạch Ốc và đi về Malago tiếp tục là nhân viên của ông sau khi mà ông rời, ông không còn là kết thúc cái nhiệm kỳ tổng thống của mình thì bây giờ cô Mai, Molly Michael này đó mới khai với lại bên công tố là không có phải là chỉ một lần nhé mà rất là nhiều lần cô nhận được những cái danh sách, những cái việc cần làm đó, to-do list đó, mà ông Trump để đưa cho cô để mà thực hiện thì cô mới nhìn thấy là được viết cái danh sách những cái việc cần làm đó được viết trên những cái tờ giấy mà ở cái mặt sau của nó mà mặt cái mặt trước của nó chính là những cái tài liệu mật mà lẽ ra nó không nên nằm ở Malago mà nó phải nằm ở bên cơ quan lưu trữ quốc gia và nhiều lần cô này thấy là cái điều này nó không có ổn bởi vì những cái tài liệu này nó có những cái dấu nó ghi là classification markings là những cái dấu tài liệu mật ghi rõ ràng nhưng mà ông Trump đã sử dụng như là một cái tờ giấy mà có hai mặt đó thưa quý vị, một mặt thì có được in rồi, được sử dụng rồi, mặt còn lại ghi những cái chóp, những cái nhiệm vụ để mà giao cho nhân viên của mình thực hiện. Và một điều nữa là cô này cứ kể lại là ngày 8 tháng 8 năm 2022 chắc quý vị nhớ là FBI đã đột kích vào Malago và lấy đem về là hơn 103 những cái thùng tài liệu mật như vậy. Thì cái ngày mà FBI đến thì cô Molly Michael này không có mặt ở Malago. Nhưng mà ngày hôm sau cô trở lại thì cô thấy là ở trong cái học mà đựng những cái giấy tờ đó thì vẫn còn sót những cái trang tài liệu mật như thế này mà đã được ông Trump dùng để mà giao nhiệm vụ cho nhân viên như nãy giờ chúng tôi thưa. Thì cô mới giao nộp hoàn toàn những cái tài liệu đó cho bên phía Bộ Tư pháp. Và nữa cô nói là khi mà Bộ Tư pháp muốn phẩm vấn gọi là thẩm vấn cô đó thì cái thông tin này đến tay ông Trump thì ông Trump mới đưa ra một cái câu như thế này nè là you don't know anything about the boxes là cô không có biết gì về những cái thùng tài liệu mật đó nha. Ông nói chỉ có một cái dòng vỏn vẹn và ngắn ngủi như thế này thôi và chúng ta không có hiểu rõ là cái mục đích và cái ý nghĩa thực sự của cái câu nói này. Nhưng mà cô Molly này đã kể lại cái câu đó cho bên phía công tố viện thưa quý vị. Thì người ta nói rằng cái những cái gì mà cô Molly Michael này sẽ khai nó cộng thêm những cái lời khai khác từ Wanada từ những cái nhân viên thân cận với lại ông Trump mà đã đứng ra và đã có cái sự thương lượng với bộ tư pháp để tránh cái việc truy tố đó thì đó sẽ củng cố thêm những cái lời khai về việc thực ra là ông biết rằng có những cái tài liệu mật mà lẽ ra là ông phải giao nộp cho FBI, phải giao nộp lại cho bộ tư pháp. Nhưng mà cái điểm đặc biệt ở Molly Michael này sẽ làm cho cô rất là khác với những nhân chứng khác mà đã có ra hợp tác và có những cái thỏa thuận là bởi vì cô hoàn toàn không bị ông Jack Smith truy tố và cô chỉ là một cái nhân viên mà tự nguyện và hợp tác với lại phía Jack Smith mà thôi. Đó là một cái điểm rất là khác và cả cái yếu tố mà cô này đã từng rất là trung thành theo ông Trump từ thời ở trong tòa Bạch Ốc và theo về Malago. Nói tóm lại là chính vì cái sự trung thành đó và cả những cái gì cô biết trong cái quá trình làm việc với lại ông Trump ở Malago, cô kể lại về những cái thói quen của ông sử dụng những cái tài liệu mật và điểm đặc biệt là cô không bị truy tố cho nên cô không bị áp lực gì hết là phải đưa ra những cái lời khai mà bất lợi cho ông Trump. Và đó chính là những cái điểm mà làm cho lời khai của cô Molly này nó rất là powerful và cũng là một cái điểm chết người đối với cựu tổng thống Donald Trump thưa quý vị. Và nó cũng tương tự giống như cái câu chuyện mà ngày hôm qua trong chương trình sự kiện chúng tôi cũng có thưa. Ví dụ như cái cô luật sư, cựu luật sư của ông Trump là Jenna Alice ấy, là người đã sát cánh với ông cùng với Rudy Giuliani trong kinh hồ sơ đảo ngược kết quả bầu cử cũng do ông Jack Smith, công tố viên đặc biệt truy tố ông Trump ở mức độ liên bang. À, nhưng mà Jenna Alice, xin lỗi quý vị Hoàng viên nói lại, Jenna Alice là bị truy tố ở cái hồ sơ đảo ngược kết quả bầu cử ở Georgia do chánh biện lý Fannie Willis. Thì cô Jenna Alice từ một đồng minh thân cận của ông Trump đã bất mãn và phẫn uất và nói rằng tại sao chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông Trump, phục vụ những cái yêu cầu của ông Trump. Nhưng mà bây giờ khi chúng tôi bị truy tố thì bên phía cái ủy ban pháp lý của ông Trump hoàn toàn không có sót tiền để giúp chúng tôi trong cái cuộc chiến pháp lý mà rất là tốn kém và dài hơi như thế này. Thì người ta nói rằng những cái nhân chứng kiểu như vậy á, bây giờ nếu mà khi mà họ hợp tác lại bên công tố đó thì sẽ đưa ra những cái lời Lời khai rất là bất lợi và nhân nói về cái hồ sơ ở Georgia cho phép Hoàng Vi cập nhật với quý vị một chút là ông cựu luật sư Linwood cũng là một trong những kiến trúc sư trưởng trong những cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử và chính ông này đã đưa ra một cái kế hoạch chi tiết phát thảo chi tiết là lập ra cái danh sách cử tri đàn giả như thế nào ở tại những cái tiểu bang chiến trường đó để đảo ngược kết quả bầu cử thì bây giờ mới nhất là ông Linwood đã có thông báo với lại tòa ở Georgia là ông sẽ hợp tác với bên công tố. Đây là một cái điểm rất là nguy hiểm cho ông Trump. Nhưng mà vào sáng ngày hôm nay đó, trên mạng Twitter, trên làm bây giờ là mạng X, thưa quý vị, thì ông cựu luật sư Linwood này có nói rằng tôi hợp tác với bên công tố để mà tôi khai sự thật để mà tôi khai sự thật. Nhưng mà tôi xin bảo đảm rằng tôi vẫn trung thành với ông Trump 117%. Thì không rõ là cái sự thật đó là gì và tại sao mà cái sự trung thành phải là 117%. Quý vị nhớ là ông Trump cùng với 18 người uh, trong cái đã bị truy tố đồng phạm trong cái vụ Erico. Thì không hiểu là vì sao mà ông Linwood này lại đưa ra con số là 117%. Thì chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến sắp tới tại phiên tòa. Nhưng mà Ngày hôm nay với thông tin là cựu luật sư của ông Trump đã tuyên bố là sẽ hợp tác với lại bên công tố thì đây cũng là một trong những cái dấu hiệu rất là nguy hiểm cho ông trở lại một chút với lại cái vụ hồ sơ ở malago như chúng tôi nói malago và cái vụ đảo ngược kết quả bầu cử ở mức độ truy tố liên bang là một trong những cái rắc rối pháp lý rất là lớn của ông trump thưa quý vị thì những cái chuyên gia về pháp lý đó người ta mới nhận định là quý vị nhớ hồi cái hồ sơ mật malago đó là trong nhiều tuần lễ ông công tố viên đặc biệt jack smith đã tiến hành uh, những cái phiên mà điều trần rồi cung cấp những cái bằng chứng trước đại bồi thẩm đoàn ở washington dc để rồi đại bồi thẩm đoàn mới đưa ra cái kết luận là ok vậy thì trước những cái chứng cứ như thế này trước những cái lập luận như thế này thì họ mới biểu quyết và đưa ra kết luận là truy tố ông trump thì mọi người cứ nghĩ rằng là cái hồ sơ mật ở malago sẽ được nộp ra ở tòa và sẽ truy tố ở cái khu vực là Washington DC. Nhưng mà cuối cùng không hiểu vì lý do gì mà ông Jack Smith lại nộp hồ sơ ngay tại cái tòa ở West Palm ở Florida thưa quý vị mà nó rất là gần với cái dinh thự ở Malago. Mà quý vị biết là cái điều đó đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là ông Trump sẽ có một cái đại bồi thẩm đoàn mà những nhân vật được chọn đó đó là cư dân ở chung quanh cái vùng West Palm đó đó thì thì ông sẽ có rất là nhiều những cái thuận lợi. Dẫu rằng chúng ta biết rằng cái việc mà lựa chọn những cái nhân vật mà ngồi vô cái cái hộp mà cái uh, bồi thẩm đoàn đó thì đều là phải trải qua quá trình lựa chọn rất là kỹ. Họ sẽ được thẩm vấn xem là những cái thiên kiến chính trị của họ như thế nào, những cái quan điểm như thế nào, có cái thiên vị gì về dân chủ cộng hòa đỏ hay xanh là Trump hay Biden hay không thì mới được ngồi vô. Nhưng mà theo nhiều chuyên gia pháp lý thì nói rằng cái việc mà lựa chọn bồi thẩm đoàn á, nó là một cái loại một cái nghệ thuật chứ không phải là một cái khoa học đôi khi nó không có mang tính chính xác được và ở cái vùng West Palm đó đó ở Florida đó đó thưa quý vị thì ông Trump đã thắng gần như là 70 cho đến 80 phần trăm trong cái cuộc bầu cử năm 2020 cho nên kỳ này rất là nhiều những cái khả năng là bồi thẩm đoàn có thể là sẽ có những cái gọi là những cái quan điểm và ủng hộ đối với ông Trump thì đây là một trong những cái lợi thế cho ông. Và nữa và ngoài cái yếu tố là bồi thẩm đoàn thì bà chánh án Eileen Cannon sẽ là người cầm cân nảy mực xét xử cái vụ án hồ sơ mật này đó, cũng là một người do ông Trump bổ nhiệm năm 2020, một cái nhân vật xin lỗi năm 2021, một nhân vật rất là vừa mới ngồi vào cái ghế thẩm phán thôi và kể từ khi mà bà được chọn một cách ngẫu nhiên để mà xử cái hồ sơ này thì không cần phải nhắc lại quý vị thấy là bà đã đưa ra những cái phán quyết đó, thường xuyên là rất là có lợi cho ông. Nói tóm lại cái hồ sơ mật ở Malago mặc dù có những cái bằng chứng và có những cái nhân chứng là những nhân viên mà thân tín của ông Trump đã đứng ra và đưa ra những cái lời khai và rất là bất lợi cho ông. Tuy nhiên nhiều người cũng hồ nghi và cho rằng có thể yếu tố thẩm phán và cả yếu tố bồi thẩm đoàn đó có thể là nó cũng sẽ tạo ra những cái lợi thế ít nhiều cho ông trong cái hồ sơ này. Chúng ta sẽ chờ trong thời gian sắp tới như thế nào thưa quý vị. Và ngày hôm qua Ngày hôm qua thì ông Trump đến Iowa thưa quý vị và ông đã có cái lời kêu gọi trước những cái cử tri ủng hộ nhiệt thành cho mình và ông đưa ra những cái thông điệp mà người ta phải nói là rất là quyết liệt để kêu gọi mọi người đó. Ông nói rằng cái cuộc bầu cử năm 2024 là trận cuối cùng. Quý vị nhớ là nhiều lần ông đã nói cái ý này rồi. Năm 2024 là cái trận đấu cuối cùng rằng là chúng ta phải chiến thắng. Chúng ta không thể nào thất bại bởi vì nếu mà chúng ta thất bại năm 2024 đó, đó là sự chấm dứt cho nước Mỹ. Mọi thứ coi như là xong. Cho nên ông nói là cử tri hãy sát cánh cùng với ông và hãy làm sao để xóa bỏ hết cái cái những cái deep state, những cái tiểu bang mà dân chủ hoặc là bị những cái sự ảnh hưởng rất là lớn của liên bang như thế này. Hãy sát cánh cùng với ông và bởi vì bộ tư pháp bây giờ đã bị lũng đoạn bởi cái chính phủ và cả cái tổng thống rất là tham nhũng, rất là hối lộ như là Joe Biden. Ông nói rằng á, chỉ có ông dẫn dắt nước Mỹ thì nước Mỹ mới vĩ đại trở lại còn không là đặt một dấu chấm hết và đó sẽ là một cái ngày tàn cho nước Mỹ thưa quý vị. Những cái đây là những cái lời mà hoàng vi tóm tắt lại nhưng mà nếu mà xem cái đoạn mà ông đã phát biểu ngày hôm qua trước cử tri ở iowa đó là một trong những cái nơi sẽ diễn ra bầu cử sơ bộ trong thời gian sắp tới thì người ta thấy đúng là ông trump có một cái khí thế phần phần và ông kêu gọi thông qua những cái ngôn từ chúng ta chỉ nghe những cái ngôn từ thôi mà không có không có nếu mà nhắm mắt lại chỉ nghe những cái ngôn từ thì mình thấy những cái khí thế nó rất là cao và nó dễ dàng gây được cái sự ảnh hưởng và thuyết phục được những cái cử tri maga Khoan nói đến những cái gì đằng sau nó, những cái sự thật ở đằng sau nó. Thì quý vị biết rồi, mỗi một lần ông Trump mà đưa ra cái lời tuyên bố gì đó, thì những cái phát check của truyền thông thường cho thấy rằng nó có rất là nhiều những cái điều trái với thực tế. Tuy nhiên, đây là cái thông điệp mà ông Trump đưa ra mới nhất. Một lần nữa, 2024 sẽ là cái cuộc cái cuộc chiến cuối cùng và chỉ có ông lãnh đạo nước Mỹ đó thì nó mới giải quyết được những cái đầm lầy bây giờ, nó giải quyết được những cái bức tranh u tối của bây giờ mà Biden hai năm qua đã lãnh đạo nước Mỹ và đã cày nát nước Mỹ. Đó là cái ý của ông Trump kêu gọi và ông cũng nói là cái phong trào MAGA thưa quý vị là một trong những cái phong trào mà vĩ đại nhất trong nước Mỹ cho đến hiện nay rồi và cũng tại iowa sau khi trở về thì ông đăng lên trước social và ông lại tiếp tục đưa ra những cái áp lực rất là lớn cho bên phía đảng cộng hòa ở hạ viện hiện nay cái câu chuyện này chúng tôi đã thưa quý vị ngày hôm qua đó là ngày 30 tháng 9 sắp tới. Hiện nay đảng Cộng Hòa đang đứng trước một cái deadline là phải thông qua ngân sách rót tiền cho chính phủ hoạt động nếu không thì chính phủ phải đóng cửa. Và quý vị đã biết rằng những cái thành viên của Cộng Hòa MAGA như là Matt Gaetz, như là Marjorie Taylor Green là những người ủng hộ ông Trump rất là hết lòng và trung thành tuyệt đối đã ra sức ngăn cản không có cho thông qua cái ngân sách lý do họ nói là bởi vì ngân sách này á rót về cho những cái công tố, cái văn phòng công tố như là Jack Smith á mà đã truy tố ông trump là không được lý do là ngân sách đó, có cái phần mà viện trợ cho bên phía ukraine cũng là không được và họ kêu là phải cắt giảm những cái phần ngân sách như vậy à, và vào chiều tối ngày hôm qua đó ông trump một lần nữa đã đặt cái áp lực này ông nói rằng cái hạn chót đến gần kề rồi và hơn lúc nào hết đảng cộng hòa ngay tại quốc hội phải tìm mọi cách để mà cắt cái nguồn ngân sách rót về cho cái chính phủ lũng đoạn tham nhũng Joe Biden cho những cái vị công tố mà đã tiến hành truy sát ông và hãm hại ông bởi vì ông là đối thủ mạnh nhất trong cái kỳ bầu cử năm 2024. Khoan nói đến lời kêu gọi đó đúng hay sai. Như vậy thì chúng ta biết đằng sau cái chuyện câu kéo, đằng sau những cái hỗn loạn ngay tại hạ viện hiện nay liên quan đến ngân sách, đằng sau cái chuyện Đảng Cộng hòa đã sử dụng chính phủ đã sử dụng nền kinh tế của nước Mỹ để làm con tin thưa quý vị. Quý vị biết mà chính phủ đóng cửa nó sẽ kéo theo hàng loạt những cái hệ lụy chúng tôi đã từng thừa. Vậy thì đằng sau đó là lời kêu gọi của cựu tổng thống Donald Trump. Ông lặp lại vào chiều tối ngày hôm qua đây thưa quý vị. Và nữa hãy quên cái deep state đi, hãy quên những cái đầm lầy mà ông Trump nói rằng là do chính phủ Biden đã tạo ra như vậy đi, hãy quên những cái câu chuyện đó. Nhưng mà thông qua cái lời kêu gọi của ông Trump từ Iowa cho đến vào trên trút social vào ngày hôm qua, thì chúng ta hãy nhìn lại thưa quý vị trong suốt cái thời gian vừa qua, ông Trump liên tục chỉ trích từ liên bang cho đến tiểu bang từ cái hệ thống tư pháp tòa các cấp và đặc biệt là những ông tòa nào mà xử những cái vụ mà truy tố ông hay là cả những cái à, bên phía chánh biện lý hay là bộ trưởng tư pháp bất kỳ ai mà tạo ra những cái rắc rối pháp lý cho ông là đều bị ông chỉ trích rất là nặng nề. Quý vị nhớ là ông gọi ông James Smith công tố viên đặc biệt và là ác mộng đêm hè của ông là một kẻ khùng điên và thậm chí là một kẻ khủng bố và ông đã đưa ra cái lời kêu gọi thưa quý vị, if you go after me I'm coming after you. Và you ở đây không ai khác hơn chúng ta phải hiểu. Đó là liên bang, tiểu bang là những giới chức của chính phủ ở địa phương và cả hệ thống tòa các cấp những ai mà có liên quan đến cái rắc rối pháp lý của ông. Nhưng mà có lẽ có một điều này thưa quý vị, ông Trump đã quên là trong vòng hơn 3 năm về trước, chính ông là người chịu trách nhiệm và bổ nhiệm những cái vị trí rất là đặc biệt trong bộ tư pháp, ông đã bổ nhiệm hai bộ trưởng tư pháp ba uh, thẩm phán của tòa tối cao, 231 trăm chánh án liên bang và trong đó có rất nhiều người bây giờ đang xử những cái hồ sơ truy tố của ông thưa quý vị và nữa nếu như ông nói bộ tư pháp đã quyền lực hóa đã bị quyền lực hóa vũ khí hóa để hãm hại ông nhưng ông cũng quên một điều rằng cái bức chân dung của ông á thưa quý vị bức chân dung của ông donald trump vẫn còn được treo ngay tại trong cái trụ sở chính của Bộ Tư pháp ở 900 ở địa chỉ là 950 ở Pennsylvania Avenue chính ông là người đã bổ nhiệm những cái nhân vật rất là quan trọng mà chúng tôi vừa thưa. Vậy thì tại sao khi mà ông bước vô tòa Bạch Ốc với cái lời hứa là ông quét sạch đầm lầy, tại sao ông lại không quét sạch đầm lầy đó? Và chính ông là người đưa những cái vị trí đó lên dưới cái sự lãnh đạo của ông khi ông còn là tổng thống. Để rồi bây giờ ông quay lại và ông chỉ trích hàng loạt từ liên bang cho đến tiểu bang như vậy thưa quý vị. Và tại sao trong cái vụ hồ sơ mật ông không giải tất cả những giải mật tất cả những cái hồ sơ đó trước khi ông đem từ tòa bạch ốc về Malago để mà tránh những cái rắc rối hệ lụy đó và tại sao trong cái cuộc bầu cử tổng thống khi mà những nhân viên thân cận của ông đã nói rằng thưa ngài tổng thống chúng ta đã thua nhưng mà ông đã không nghe theo và tiếp tục tiếp tục đưa ra những cái lời cáo buộc mà không có bằng chứng cho rằng bầu cử là gian lận và thậm chí còn nghe theo và đồng tình với một cái kế hoạch là tạo ra một cái danh sách cử tri đoàn giả và để ngăn chặn không cho quốc hội liên bang của hoa kỳ chứng những kết quả bầu cử để mà đem cái sự chiến thắng về cho bên phía đối thủ của ông nói tóm lại tại sao ông không chấp nhận cái cuộc bầu cử đó để rồi nó gây cho ông một cái rắc rối pháp lý rất lớn của ngày hôm nay để rồi ông đưa ra một cái lời kêu gọi là phải trả thù và dứt khoát không phải là một lần ông Trump đã nói nếu như ông trở thành tổng thống của nước Mỹ năm 2024 thì chắc chắn những cái kẻ thù của ông đó sẽ phải chịu sự trả thù rất lớn là phải ngồi tù. Và đó là những cái phát biểu của ông xuyên suốt trong suốt thời gian qua. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.